Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pawn Gaming. Mình đã từng phá đảo tất cả thành tựu trong Minecraft, nhưng đó là chế độ dễ và trình độ mình còn rất kém. Để thật sự thử thách bản thân, mình sẽ phá đảo Minecraft Hardcore, chế độ mà bọn quái đánh đau kinh khủng. Nhưng cái đáng sợ nhất là bạn chỉ có một mạng. Nếu chết thì sẽ bị khóa khỏi thế giới đó vĩnh viễn. Mục tiêu của chúng ta là đánh bại boss cuối rồng Ender. Vì mình chơi Minecraft rất gà, nên mình đã đọc nét cái wiki để tạo ra công thức phá đảo an toàn nhất. Mình đã dành rất nhiều chất xám cho công thức này. Nó hiệu quả đến nỗi mình tin bà nội của mình cũng làm được. Mình mời thằng bạn tên N chơi cùng. Nó chỉ phụ giúp mình vài công việc lặt vặt thôi, chứ mình vẫn là người chơi chính. Mình cũng cài thêm shader, hiểu đơn giản là thay đổi đồ họa cho nó đẹp hơn. Không phải là mình màu mè đâu, tại vì trong game có những chỗ cực kỳ tối, tối đến mức hại mắt, nên mình mới cài gói đồ họa để dễ nhìn hơn thôi. Bước 1, kiếm giường và công cụ đá. Việc đầu tiên phải làm trong thế giới hardcore không phải là chặt gỗ, mà là đánh chết con cừu. Nếu không có cừu thì hãy chạy xung quanh kiếm nó ngay lập tức. Lông cừu và gỗ có thể làm thành giường, và ban đêm sẽ có đủ loại quái vật, và tin mình đi, bạn không muốn gặp chúng trong hardcore đâu. Giường sẽ giúp bạn ngủ qua sáng hôm sau một cách an toàn. Ta cũng cần đào đá, từ đó chế tạo cuốc đá và rìu đá. Đừng tạo kiếm vì rìu đam to hơn gấp đôi. Nếu nhảy lên trước khi đánh, bạn sẽ gây lượng đam khủng khiếp. Bước 2, kiếm làng. Làng là công trình rất phổ biến trong Minecraft. Tuy nhiên, kiếm được nó hay không phụ thuộc vào may mắn. Mình mất hơn nửa tiếng mới kiếm được cái làng. Làng có người sắt bảo vệ nên cực kỳ an toàn. Mình bị con zombie nhỏ đánh nhưng chỉ cần giơ khiên ra đỡ là được. Người sắt sẽ lo phần còn lại. Khiên làm từ sắt nhưng bạn không cần sắt vẫn có khiên. Bởi vì bước 3, trao đổi với dân làng. Nếu bạn chỉ nhớ được một bước sau khi video kết thúc thì hãy nhớ bước này. Dân làng dùng một loại tiền tệ gọi là Emerald. Có nhiều loại dân làng nhưng bạn chỉ cần để ý 4 thằng thôi. Thứ nhất là thằng bán giáp. Nó có kèo đổi 15 than lấy một Emerald. Than là thứ rất phổ biến trong Minecraft. Càng trao đổi thì nó càng lên cấp. Càng lên cấp thì càng có nhiều kèo trao đổi. Ví dụ như đổi Emerald lấy khiên. Và đến cấp cuối cùng, nó sẽ bán nguyên bộ giáp kim cương được phù phép. Kim cương vô cùng hiếm trong Minecraft. Bạn có đào cả thế kỷ cũng không kiếm nổi 10 viên. Vậy mà thằng này lại bán nguyên bộ giáp. Tao yêu mày đến chết mất thôi. Thứ hai là bác thợ săn. Bác này có kèo đổi 32 que gỗ lấy một Emerald. Mà gỗ thì nhiều vô tận. Chưa kể nó còn bán cung tên và mũi tên với cái giá rẻ hơn Shopee. Chưa kể nó còn kèo đổi đá lửa lấy Emerald. Mình sẽ chỉ luôn cách kiếm vô số đá lửa. Bạn đặt khối sỏi trong tay trái, cái xẻng trong tay phải. Sau đó nhấn giữ chuột trái và phải cùng lúc. Bạn vừa đặt sỏi xuống vừa đào sỏi cùng lúc. Đào khoảng 7-8 khối sỏi thì được một đá lửa. Bạn có thể kiếm vô số đá lửa mà chẳng tốn tí công sức nào. Thứ ba là thằng bán công cụ. Thằng này có hai kèo là đổi than lấy Emerald hoặc đá lửa lấy Emerald. Khi đến cấp cuối cùng, nó sẽ bán rìu kim cương và cuốc kim cương. Cuốc kim cương là thứ bắt buộc phải có để đào Obsidian. Tí nữa bạn sẽ biết. Thứ tư là thằng vẽ bán đồ. Thằng này có kèo đổi giấy lấy Emerald. Giấy làm từ mía, mà mía thường mọc ở ven sông, ven biển. Nhưng cái bá đạo nhất là thằng này có kèo đổi kính lấy Emerald. Chỉ cần nung cát là có kính. Và chắc bạn thấy làng mình ở đâu rồi ha. Cát ở đây là vô tận. Hay nói cách khác, tiền ở đây là vô tận. Để làm bước tiếp theo ta cần cái xô. Xô làm từ 3 thỏi sắt. Nhưng thằng bán cá này có kèo đổi 3 Emerald lấy xô cá. Không những có xô free mà lại còn được tặng kèm thêm con cá. Quá tuyệt vời. Tóm lại, nếu tận dụng được cơ chế trao đổi thì chẳng cần xuống hang động khám phá gì cả. Giảm thiểu rất nhiều rủi ro trong thế giới hardcore một mạng. Bước 4, xây cổng Nether và tiến vào địa ngục. Bước này khá dễ. Tìm hố lava và đổ nước vào. Nước gặp lava biến thành Obsidian. Dùng cuốc kim cương đào 10 khối Obsidian về nhà. Xây cổng Nether bằng cách tạo hình chữ nhật chiều ngang 2 khối, chiều dọc 3 khối. Đốt nó bằng cái bật lửa rồi tiến vào Nether thôi. Trước khi đi nhớ mặc toàn bộ giáp kim cương trừ cái nón vàng. Bạn cần mang tối thiểu một mảnh giáp vàng trên người. Vì trong Nether có mấy con heo Piglin hung dữ. Điểm yếu là chúng rất mê vàng. Nếu có mảnh vàng trên người thì chúng sẽ coi ta là bạn. Bước 5, kiếm pháo đài Nether. Đây chắc chắn là bước khó nhất trong cả game. Pháo đài Nether là một công trình to lớn với rất nhiều thứ cần thiết cho việc phá đảo game. Mình đã mất mấy tiếng đồng hồ lên mạng học cách tìm cái pháo đài nhưng không được. Vì thế mình lại phải tốn chất xám tự nghiên cứu wiki và tìm ra giải pháp của riêng mình. Nó sẽ hơi khó hiểu nhưng mình sẽ giải thích dễ hiểu nhất có thể. Sơ đồ này mình lấy trên wiki Minecraft. Pháo đài chỉ xuất hiện ở vùng xanh lá, không xuất hiện ở vùng đỏ. Các bạn chỉ cần đi đến cái tọa độ mình ghi trên màn hình thôi. Bản chất của cách này là mình đi qua trung tâm của những ô vuông xanh lá, nơi có thể xuất hiện pháo đài Nether nhất. Mình không hiểu sao chẳng có ai chỉ cách này trên mạng. Thêm một mẹo nhỏ là nếu thấy Baston, công trình đá đồ sộ với một đống con heo thì hãy quay xe. Hướng đó không thể có pháo đài Nether đâu. Đáng sợ nhất là lúc phải băng qua hố lava khổng lồ bên dưới. Nhưng để là thử thách thì phải chinh phục nỗi sợ thôi. Mình đặt thêm block ở hai bên để an toàn hơn. Có gì tha hồ chạy không lo rớt xuống lava. Ô và nhớ cẩn thận con gas. Nếu đang xây cầu mà bị con gas bắn thì hãy chạy ngay lập tức.
Quả cầu lửa đó sẽ nổ nát cây cầu làm bạn rơi xuống lava đấy. Nếu bạn tự tin thì có thể đánh bật lại quả cầu vào người nó, nhưng tốt nhất không nên làm thế. Bước 6. Kiếm que lửa và bướu địa ngục. Trong pháo đài Nether có con Blaze. Hãy đến chỗ có cái lồng spawner, đứng từ xa và bắn mũi tên vào nó. Mang càng nhiều mũi tên càng tốt. Ở đây mình hết mũi tên nên phải áp sát gõ vào đầu nó. Con này có thể bắn ra quả cầu lửa. Và trong Nether nước không tồn tại được. Mình nghe bảo là mang cái nồi theo thì đổ nước vào đó được. Đúng là vậy. Nhưng khi bị đốt cháy mình không thể nhảy vào nồi dập lửa được. Trên mạng toàn kiến thức tầm bậy không. Nếu bị đốt cháy thì lùi về sau ăn thịt heo hồi máu thôi. Kiếm khoảng 10 cây que lửa là được. Trong pháo đài có bộ xương đen cầm kiếm. Khi bị đánh trúng nó gây hiệu ứng trái tim đen, khiến bạn không thể nhìn rõ còn bao nhiêu máu. Cách an toàn nhất là bắn tên vào nó. Nếu hết mũi tên thì cứ tự tin ám sát thôi. Cố gắng dứt điểm nó rồi ăn thịt bò hồi máu. Tiếp tục khám phá pháo đài tới khi nào đến được căn phòng này. Mình lấy hai số bướu địa ngục ở đây. Ta cần chúng để chế thuốc sau này. Bước 7. Kiếm ngọc Ender. Ngọc Ender rớt ra từ Enderman. Enderman xuất hiện nhiều nhất ở khu rừng xanh lá này. Enderman có khả năng dịch chuyển tức thời. Điểm yếu là nó cao hơn 2 block. Nếu bạn chưa vào căn hầm 2 block thì nó không thể nào đánh bạn được. Kiếm khoảng 20 ngọc Ender là đủ. Và đó cũng là việc cuối cùng phải làm trong Nether rồi. Rời khỏi chiều không gian nguy hiểm này thôi. Bước 8. Đánh Phantom và điều chế thuốc. Nếu bạn không ngủ 3 ngày liên tục thì Phantom sẽ xuất hiện. Nó là con chim bay từ trên trời xuống. Đem bằng giáp kim cương nên nó đánh không đau đâu. Cứ tự tin bắn cung tên vào người nó thôi. Phantom rớt ra màn da Phantom. Chai nước cộng búa địa ngục cộng màn da Phantom bằng thuốc giảm trọng lực. Bạn cần 15 lọ thuốc giảm trọng lực. Và mình sẽ giải thích lý do ở bước 10. Một màn da Phantom điều chế được tới 3 lọ thuốc, nên bạn ráng kiếm 5 màn da Phantom là được. Bước 9. Tìm Stronghold và cổng kết thúc. Lại là cái vụ tìm kiếm công trình mệt mỏi này. Stronghold là một mê cung rộng lớn sâu dưới lòng đất. Cách thông thường để kiếm công trình này là ném mắt Ender. Nó đi hướng nào thì mình đi hướng đó. Nhưng cách này rất tốn kém. Mắt Ender được tạo từ que lửa và ngọc Ender. Mà như bạn mới xem rồi thì hai nguyên liệu này kiếm rất mệt. Mình sẽ dùng toán học để xác định vị trí Stronghold chỉ với hai mắt Ender. Nó sẽ hơi khó hiểu nhưng mà đừng sợ. Chỉ là gắn số vào công thức thôi. Đến tọa độ 00, xây block cao lên. Tạm dừng game và chỉnh độ nhảy của chuột càng thấp càng tốt. Giảm góc nhìn xuống 30 để nhìn rõ hơn. Ném mắt Ender và cố gắng di chuột vào tâm của nó. Để yên đó đừng chạm vào con chuột. Bật F3 lên. Ghi lại hướng bạn đang nhìn vào con số này. Đây chính là H1. Tiếp theo bạn đi đến một trong bốn tọa độ sau. Vì hồi nãy mình nhìn hướng Tây, nên mình sẽ đi đến -350, 0. Đến đây bạn làm tương tự thôi. Ném mắt Ender rồi di chuột càng gần tâm càng tốt. Bật F3 lên và ghi lại số này. Đây chính là H2. Giờ thì áp dụng công thức. Vì hồi nãy mình nhìn hướng Tây, nên phải xài công thức ở dưới. H1, H2 có rồi. C là số block đã di chuyển. Nếu di chuyển về hướng âm giống mình thì nhớ thêm dấu trừ. C của mình là -350. Bấm máy tính là ra tọa độ của Stronghold thôi. Độ sai lệch của phương pháp này cực kỳ thấp. Giờ thì quay lại làng, xách hành lý lên và chào tạm biệt mọi người thôi. Thực sự nếu không có dân làng hỗ trợ thì mình chỉ là một thằng rẻ rách, nên là yêu mọi người nhiều. Khi đến tọa độ đã tính, ném mắt Ender để xác định chính xác hướng cần đào xuống. Có thể bạn sợ đào thẳng xuống sẽ rơi xuống lava, nhưng có thứ đáng sợ hơn, đó là rơi xuống nước. Gặp tình huống này nhiều người không biết xử lý. Các bạn cứ làm giống thằng N, đập block khắp nơi là nước sẽ tự động biến mất thôi. Xuống tới Stronghold thì nơi đây y chang cái mê cung. Mất khoảng 15 phút tụi mình mới đến được cổng kết thúc. Đào ngay cái lồng spawner này để nó không spawn mấy con bọ bạc nữa. Và voila, không có một con mắt Ender nào được gắn sẵn. Mình phải dùng hết 12 mắt Ender mới đủ thắp sáng cổng kết thúc. Bước 10. Đánh rồng Ender. Xung quanh rồng Ender là 10 tòa nhà cao tầng. Trên mỗi tòa nhà có một viên pha lê và chúng sẽ hồi máu cho rồng Ender. Vì thế ta cần phá hủy cả 10 viên pha lê trước. Viên nào gần bạn có thể dùng cung tên bắn luôn. Mấy viên pha lê trong lồng sắt thì phải đặt block leo lên. Đào mới xong sắt đi. Nhớ lùi ra xa rồi mới bắn vào viên pha lê. Nó sẽ phải nổ rất to đó. Tiện thể ta bắn luôn mấy viên pha lê gần đó. Và ta có vấn đề đầu tiên. Con rồng đôi khi sẽ bay trúng người hất văng bạn. Đấy là lý do mình phải mang theo 15 lọ thuốc trọng lực. Đấy là lý do mình phải mang theo 15 lọ thuốc giảm trọng lực. Uống vào sẽ giúp bạn rơi cực chậm và chẳng nhận sát thương nào cả. Mỗi khi thuốc hết tác dụng thì nhớ uống ngay lập tức. 15 lọ thuốc cho bạn hơn 20 phút đánh rồng Ender. Nhiều đó là quá đủ. Chắc bạn đã nghe qua cách dùng xô nước để không nhận đam khi rơi. Nhưng cách này chỉ dành cho dân chuyên nghiệp. Và kể cả mình có làm chủ cách này mình cũng sẽ không xài nó. Đây là một bài toán về rủi ro và phần thưởng. Rủi ro của việc này quá cao, mà phần thưởng nhận lại thì quá ít. Khi tiêu diệt hết viên pha lê, hãy canh lúc con rồng chuẩn bị đáp xuống. Nhanh chóng chui vào cái hố ở giữa. Đợi nó đứng yên rồi tìm cái đầu của nó mà gõ. Tuyệt đối không bấm nút nhảy. Con rồng sẽ hất tung bạn lên trời đấy. Đôi khi bạn có thể bắn tên vào người nó để gây thêm đam. Nhưng quan trọng nhất vẫn là giai đoạn con rồng đáp xuống thôi. Thế thì rồng Ender có gì mà khó nhỉ? Đúng rồi, có vấn đề gì đâu. Vấn đề ở đây là Enderman. Có hàng trăm con Enderman xung quanh. Chỉ cần bạn vô tình nhìn vào mặt chúng là thảm họa sẽ ập đến. Đừng quên boss cuối này đánh rất lâu.
Bạn dám tự tin khẳng định rằng bạn sẽ không nhìn vào mặt Enderman suốt 20 phút không? Và khi nó kích động thì chẳng có giải pháp nào là an toàn cả. Hây, mình không muốn nói điều này đâu, nhưng ta phải đổi cái nón bí ngô lên. Đổi xong thì bạn không cần lo về Enderman nữa. Nhưng nó cản trở tầm nhìn rất nhiều. Mình biết là bạn khó chịu, mình còn khó chịu hơn. Mình định cài mod xóa sự cản trở tầm nhìn của bí ngô cho các bạn dễ xem hơn. Nhưng làm thế thì lại gian lận rồi. Bước vào trận chiến, giai đoạn 1 diễn ra khá ổn. Mình phá hết viên pha lê mà không gặp khó khăn nào. Sang giai đoạn 2 bắt đầu có những thứ kỳ lạ xảy ra. Khi rồng chuẩn bị đáp xuống, mình nhanh chóng chạy vào. Nhưng không hiểu sao nó lại đánh mình trong khi mình không làm gì cả. Sau đó nó còn hất tung mình nữa chứ. Mình nghĩ do lỗi game gì đó nên thử lại lần 2. Lần này nó cho mình lên 9 tầng mây luôn. Bạn hiểu cảm giác giáo viên dạy ôn bài 1-2-3, nhưng lúc đi thi lại có câu hỏi trong bài 4-5-6 không? Mình đã luyện đánh rồng Ender hơn 10 lần và chưa lần nào mình gặp trường hợp này cả. Nếu bạn biết chuyện gì đã xảy ra thì hãy comment giúp mình. Với sự hoang mang tột độ, mình quyết định để thằng N vào đó. Còn mình ở ngoài xem thôi. Nó cũng làm chiến thuật y chang mình nhưng lại không bị rồng hất tung. Và rồi... Nãy giờ đúng là... Ê, ông vô đi. Đưa ra ngoài cái. Rồi, nó đang lượn. Vẫn đang lượn. Đứng yên rồi. Đúng rồi, đang nhìn đúng hướng rồi. Rồi, cứ thầm đại, không cần cố thắng đâu. Yes. Sợ vãi, có lúc còn có 3 giọt máu. Thật ra có lúc mình chỉ còn 2 giọt máu. Nhưng mọi thứ diễn ra nhanh quá nên mình không nhớ. Mà thôi, dù gì cũng xong rồi. Các bạn không biết mình đã trải qua bao nhiêu cơn đau tim khi chơi hardcore đâu. Và như vậy là mình đã thực hiện thành công thử thách phá đảo Minecraft hardcore. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.